Hoàng đế Nội Kinh là một kiệt tác y học cổ truyền Trung Quốc được xem là nền tảng của y học phương Đông. Sách gồm hai phần chính. Tố vấn, các vấn đề cơ bản về lý luận, và linh khu, chủ yếu về châm cứu. Dưới đây là phần chi tiết từng nội dung chính. 1. Nguyên lý cơ bản của y học cổ truyền. Âm dương là hai lực đối lập nhưng bổ sung cho nhau trong tự nhiên và cơ thể con người. Sự cân bằng âm dương duy trì sức khỏe, còn sự mất cân bằng dẫn đến bệnh tật. Ví dụ, âm đại diện cho sự tĩnh lặng, mát mẻ, nội tâm. Dương biểu thị sự hoạt động, ấm áp, năng động. Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành không chỉ liên quan đến thiên nhiên mà còn gắn với ngũ tạng trong cơ thể. Kim phổi, điều hòa khí, mộc gan, lưu thông máu. Thủy thận, điều chỉnh cân bằng nước. Hỏa, tim, lưu thông năng lượng. Thổ lá lách, hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng. Mỗi hành tương sinh, hỗ trợ và tương khắc, kiềm chế để duy trì sự cân bằng. 2. Tương tác giữa con người và thiên nhiên. Sức khỏe được mô tả là sự hài hòa giữa con người và các yếu tố môi trường, khí hậu, thời tiết, mùa vụ, thích nghi theo mùa. Mùa xuân khuyến nghị hoạt động nhẹ nhàng, ăn uống thanh đạm, tập trung làm mạnh gan. Mùa hè khuyến nghị tăng cường vận động nhưng tránh nóng quá mức, chăm sóc tim mạch. Mùa thu ăn uống cân bằng, chuẩn bị chống lạnh, hỗ trợ phổi. Mùa đông nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ ấm cơ thể, dưỡng thận. Nguyên nhân gây bệnh. Nguyên nhân nội sinh, bệnh do cảm xúc không ổn định. Ví dụ, giận dữ tổn thương gan, lo lắng hại tim, buồn bã làm yếu phổi. Nguyên nhân ngoại sinh, gió, lạnh, nóng và khô có thể gây bệnh nếu cơ thể không thích nghi. Ví dụ, lạnh gây tắc nghẽn khí huyết, gió gây đau khớp. Nguyên nhân khác, chế độ ăn uống không hợp lý, làm việc quá sức, lối sống không điều độ. 4. Phương pháp chẩn đoán và điều trị. Chẩn đoán gồm 4 phương pháp cơ bản. 1. Vọng, quan sát, nhìn sắc mặt, da, mắt, lưỡi. 2. Văn nghe, nghe giọng nói, hơi thở. Bàn vấn, hỏi về triệu chứng, lối sống. 4. Thiết, bắt mạch, sờ nắn vùng đau. Điều trị, châm cứu, kích thích các huyệt đạo để lưu thông khí huyết. Xoa bóp, pulse, làm dịu cơn đau và tăng cường tuần hoàn. Thuốc đông y, kết hợp các thảo dược phù hợp với thể trạng. Dinh dưỡng, thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh. Ví dụ, bổ sung thực phẩm ấm trong mùa đông để dưỡng thận. 5. Tâm lý và tinh thần. Mối quan hệ giữa tâm lý và cơ thể, cảm xúc mạnh mẽ và kéo dài gây rối loạn các tạng phủ. Ví dụ, stress kéo dài gây tổn thương dạ dày. E. Sự thanh tịnh và cân bằng tinh thần giúp duy trì sức khỏe. Lời khuyên về lối sống, tránh làm việc quá sức, duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ và trạng thái tinh thần. Sáu, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nguyên tắc sống lành mạnh. Thức dậy và đi ngủ đúng giờ, điều hòa giấc ngủ. Vận động thường xuyên nhưng không quá sức. Ăn uống cân đối và phù hợp với mùa. Tránh để cơ thể nhiễm lạnh hoặc mất nước. Quan trọng hơn cả, phòng bệnh bằng cách điều chỉnh lối sống và giữ cân bằng cơ thể. Ý nghĩa lâu dài, Hoàng đế Nội Kinh không chỉ là một tài liệu y học mà còn là cuốn sách triết lý dạy con người sống hòa hợp với thiên nhiên, tự nhận thức bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Những nguyên tắc trong sách vẫn phù hợp với thời đại ngày nay, đặc biệt trong việc duy trì sức khỏe toàn diện, thể chất, tinh thần và cảm xúc. Nguyên nhân gây bệnh trong Hoàng đế Nội Kinh được chia thành 3 nhóm chính. Nội nhân, nguyên nhân bên trong cơ thể. Ngoại nhân, nguyên nhân từ môi trường bên ngoài. Và bất nội ngoại nhân, các yếu tố khác. Mỗi nhóm được giải thích dựa trên nguyên lý âm dương và ngũ hành, thể hiện cách cơ thể tương tác với thiên nhiên và cảm xúc. 1. Nội nhân, nguyên nhân bên trong. Đây là các yếu tố nội tại, chủ yếu liên quan đến cảm xúc và tinh thần. Hoàng đế Nội Kinh cho rằng, cảm xúc mạnh mẽ hoặc kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tạng phủ. Hỉ, vui mừng quá mức, ảnh hưởng đến tim, làm tổn thương khí tim, dẫn đến tình trạng loạn nhịp hoặc kiệt sức. Ví dụ, vui mừng quá mức có thể gây hồi hộp, mất tập trung. Nộ, giận dữ, làm tổn thương gan gây ứ động khí, dẫn đến đau đầu, chóng mặt hoặc huyết áp cao. Ví dụ, khi tức giận, cơ thể có thể đỏ bừng mặt và cảm thấy nóng. Ưu buồn bã, tổn thương phổi, làm suy giảm chức năng hô hấp, dễ gây bệnh lý đường hô hấp. Ví dụ, buồn quá mức có thể dẫn đến khó thở, cảm giác mệt mỏi. Tư, loạn quá mức, làm tổn thương tỳ, lá lách, gây khó tiêu, ăn uống không ngon miệng.
ví dụ suy nghĩ quá nhiều dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Khủng, ảnh hưởng đến thận, làm cạn kiệt tinh lực, gây tiểu nhiều hoặc mất ngủ. Ví dụ, nỗi sợ hãi đột ngột có thể gây sốc, ảnh hưởng đến chức năng thận. Kinh, hoảng hốt, tác động lên thận và tim, gây lo lắng, hồi hộp, dẫn đến trạng thái bất an. 2. Ngoại nhân, nguyên nhân từ môi trường bên ngoài. Đây là các yếu tố thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến cơ thể. Đặc biệt khi cơ thể không thể thích nghi hoặc sức đề kháng suy yếu. Các yếu tố chính gồm phong gió gây các bệnh về cơ xương khớp như đau nhức khớp, tê liệt. Phong thường là nguyên nhân ban đầu của nhiều bệnh, nhất là cảm lạnh, hàn, lạnh. Làm tổn thương thận, gây co mạch, đau nhức cơ bắp, tiêu chảy hoặc đau bụng. Ví dụ, thời tiết lạnh dễ gây cảm lạnh, đau bụng do lạnh. Thử, nắng nóng, gây tổn thương tim, mất nước, kiệt sức hoặc say nắng. Ví dụ, làm việc dưới trời nắng lâu gây đổ mồ hôi quá nhiều, mất cân bằng điện giải. Thấp, làm tổn thương lá lách, gây nặng nề, mệt mỏi, đau khớp. Ví dụ, thời tiết ẩm thấp dễ gây đau khớp, phù nề. Táo, gây tổn thương phổi dẫn đến khô da, ho khan. Ví dụ, mùa thu hanh khô dễ làm da nứt nẻ, cổ họng khó chịu. Nhiệt, gây tổn thương tim, gây sốt cao, mất nước. Ví dụ, bệnh lý liên quan đến nóng thường đi kèm cảm giác bứt rứt, khát nước. 3. Bất nội ngoại nhân, các nguyên nhân khác. Ngoài cảm xúc và môi trường, Hoàng Đế Anh Đế Nội Kinh cũng đề cập đến các yếu tố sau. Chế độ ăn uống không hợp lý. Ăn uống thất thường, quá nhiều hoặc quá ít gây rối loạn chức năng các tạng phủ. Ví dụ, ăn đồ quá lạnh tổn thương tỳ vị, ăn cay nóng quá mức tổn thương gan và dạ dày. Lối sống không điều độ. Làm việc quá sức, thiếu nghỉ ngơi dẫn đến suy nhược cơ thể. Ví dụ, thức khuya dài ngày làm tổn thương âm khí dẫn đến mất cân bằng cơ thể. Thiếu vận động hoặc vận động quá mức. Ít vận động làm khí huyết không lưu thông. Vận động quá sức làm cơ bắp mệt mỏi, tổn hao năng lượng. Các yếu tố di truyền hoặc bẩm sinh, một số bệnh có nguồn gốc từ yếu tố di truyền hoặc do cơ thể suy yếu từ khi sinh ra. Tai nạn và chấn thương gây rối loạn lưu thông khí huyết, tổn thương nội tạng. Kết luận. Theo Hoàng Đế Nội Kinh, sức khỏe phụ thuộc vào việc duy trì sự cân bằng giữa âm dương và hài hòa với môi trường. Nguyên nhân gây bệnh dù từ bên trong hay bên ngoài đều có thể phòng tránh hoặc điều chỉnh bằng cách 1. Kiểm soát cảm xúc. 2. Thích nghi với thời tiết và khí hậu. 3. Duy trì lối sống và chế độ ăn uống hợp lý. 4. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và vận động vừa phải. Bạn muốn phân tích thêm phần nào cụ thể hơn không?